Kính chào quý vị và bà con. Trên biển thì gió Tây Nam đang hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam. Những đường gió, dày xít thể hiện cường độ mạnh từ cấp 6 trở lên đang tập trung ở các vùng biển. Ven bờ từ Ninh Thuận xuống tới Cà Mau, phía Nam của giữa Biển Đông và quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa, Dự báo trong chiều và đêm nay, gió ở những vùng biển này tiếp tục giữ cường độ mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, độ cao sóng là từ 2 cho đến 3,50 m, biển động mạnh. Ngoài gió mạnh thì còn có mưa rông tiềm ẩn với lốc xoáy, nguy hiểm. Tàu cá của bà con khi gặp gió mạnh cấp 6 thì đã dễ bị trao đảo, rất nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bà con khi làm việc ở bong tàu hoặc ở khu vực không có lan can thì phải buộc dây an toàn, luôn mặc áo phao, cập nhật liên tục thông tin thời tiết để có thể chủ động di chuyển tàu khỏi vùng gió mạnh. Giữ liên lạc với tần số 7903 kHz để được hỗ trợ ngay khi cần. Mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh thì cũng được cảnh báo với các vùng biển ven bờ từ Nam Vịnh Bắc Bộ xuống tới Khánh Hòa, ra tới ngoài khơi quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong chiều và đêm nay. Bà con đánh bắt ở những khu vực này cần chú ý. Trên đất liền miền Trung, các thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phan Thiết mưa về chiều tối, trưa chiều thì trời có nắng, có những nơi nắng nóng 35 độ C như tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, còn lại các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 29 cho đến 34 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.